Sáng 18 tháng 9, phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt Công an Thành phố Hồ Chí Minh PC67 đã phối với các trường Trung học phổ thông, Trung học cơ sở và tiểu học tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông và phát động cuộc thi sáng tác khẩu hiệu "Doraemon với an toàn giao thông" 2017-2018. Ghi nhận tại điểm trường Trung học phổ thông Trưng Vương quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh trong buổi sáng, hàng ngàn học sinh tập trung tại sân trường để lắng nghe, trao đổi về kiến thức giao thông. Qua chương trình PC67 đã phát động cuộc thi sáng tác khẩu hiệu năm 2017-2018 với chủ đề Doraemon về an toàn giao thông do Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an phối hợp với các đơn vị trong Bộ Công an và Bộ Giáo dục Đào tạo cùng tập đoàn báo Mainichi Nhật Bản tổ chức phát động triển khai. Cuộc thi được tổ chức từ tháng 9 năm 2017 đến tháng 10 năm 2017. Nội dung khẩu hiệu tập trung vào việc tuyên truyền vận động người dân, đặc biệt là trẻ em chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, thể hiện văn hóa và ý thức tự giác khi tham gia giao thông, góp phần kiểm chế và đẩy lùi tai nạn giao thông tại Việt Nam.